Tân Phát mến chào đến quý anh chị và các bạn ạ. Vào đầu tháng 7 thì Tân Phát xin chúc đến quý anh chị và các bạn có một tháng mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc. Nhất là tháng mới này thì chúc cho anh chị làm ăn, mua bán, kinh doanh thuận buồm xuôi gió nha. Và hôm nay Tân Phát có mặt tại đây để cập nhật tiến độ xây dựng dự án Bắc Hà Thanh Quy Nhơn vào đầu tháng 7 năm 2024. Như anh chị thấy trước màn hình Tân Phát đang quay thì dự án này đang san lấp mặt bằng làm cống thoát nước, và hiện tại dự án đang xây dựng shop house nha anh chị. Song song với việc là hiện tại đang chuẩn bị một số cái cây xanh để trồng cây xanh luôn nha anh chị. Đó, anh chị có thể xem ạ. Hiện tại dự án này chưa mở bán chính thức nha. Khi nào có thông tin mở bán thì Tân Phát sẽ cập nhật ngay cho quý anh chị xem. Thì chủ đầu tư hiện tại là đang xây shop house, san lấp mặt bằng, làm đường xá, làm cống thoát nước và chuẩn bị cây xanh để trồng. Và Tân Phát chia sẻ thêm đến quý anh chị và tổng quan dự án này nha. Thì dự án này thuộc chủ đầu tư là công ty phát triển bất động sản Phát Đạt, nằm ở vị trí là quốc lộ 19, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, quy mô là 43,16 hecta. Như quý anh chị thấy thì dự án này một mặt là giáp quốc lộ 19, một mặt nữa là giáp con sông Hà Thanh. Đó, phía trước màn hình Tân Phát đang quay chính là con sông Hà Thanh. Thì đây là một trong những cái vị trí mà cực kỳ là đắc địa, nằm trên cái vị trí đất mà rất là hiếm hoi ở Tuy Phước, thuộc thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Thì theo Tân Phát đánh giá thì đây là một dự án trọng điểm và một trong những dự án có tiềm năng tăng giá, một trong những dự án có vị trí cực kỳ là đẹp và quy mô khá là bài bản trong thời điểm hiện tại ở Quy Nhơn, Bình Định nha. Thì quý anh chị nào đang quan tâm đến dự án này thì liên hệ trực tiếp đến Tân Phát nha. Tân Phát xin cảm ơn ạ.